có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý kỹ thuật của Phú Nguyên. Pha tạt bóng cũng là rất hay. Lê Thế Cường, một trong những tiền vệ có kỹ thuật cá nhân khéo léo của Hải Phòng, đã rất mạnh dạn tung ra cú vô lê. Hơi tiếc là bóng ăn ra quá nhiều.